Trong khuôn khổ hợp tác giữa Cục Xúc tiến Thương mại và chương trình hỗ trợ hợp tác kinh tế cho các sáng kiến tiểu vùng ở châu Á của Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức GIZ từ năm 2017, Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương, đối tác quốc gia của chương trình đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ hiệu quả cho doanh nghiệp, các tổ chức hỗ trợ và xúc tiến thương mại trong việc nâng cao nhận thức, xây dựng năng lực tiếp cận thị trường Trung Quốc một cách bền vững cho mặt hàng trái cây tươi. Trong đó nổi bật là việc xây dựng 4 cuốn cẩm nang hướng dẫn xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc cho 4 sản phẩm trái cây gồm dưa hấu, thanh long, vải và nhãn. Đặc biệt, Cục Xúc tiến Thương mại và GIZ đã triển khai hoạt động huấn luyện giảng viên về xuất khẩu trái cây vào thị trường Trung Quốc. Những giảng viên này được cấp chứng chỉ và sẵn sàng tham gia vào các hoạt động tư vấn, giảng dạy cho doanh nghiệp có nhu cầu. Tại hội thảo, Cục Xúc tiến Thương mại cho biết Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất thế giới về nông sản với mức tăng bình quân 8,8% một năm, chiếm khoảng 10% toàn cầu. Đây cũng là thị trường nhập khẩu lớn nhất các mặt hàng gạo, cao su, trái cây, cá tra của Việt Nam. Theo đánh giá của Bộ Công Thương, Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu chính của Việt Nam với tỷ trọng chiếm hơn 70% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng rau quả của Việt Nam.